Toàn thể quý khách hàng đã cùng quay trở lại với bot livestream của bệnh viện nha. Và trong cái bot livestream này thì Huy Đức xin giới thiệu với cả nhà một vị khách hàng quay trở lại bệnh viện Thẩm mỹ Giang Hồ tái khám combo dịch vụ cắt mắt và nâng mũi tại bệnh viện nhé. Không biết là mình làm dịch vụ combo đến nay được bao lâu chị nhỉ? Hơn nửa tháng rồi. Hơn nửa tháng, tức là 15 ngày đúng không chị? Là hôm nay mình quay lại để mình cắt chỉ cũng như là các thứ đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, hiện tại thì với cái dáng mắt của chị này, như cả nhà có thể thấy trên cái bot livestream của chị, dáng mắt cũng như là dáng mũi cả nhà có thể thấy cực kỳ là sắc nét và đẹp luôn nha cả nhà nhé. Một dáng mũi S-line hài hòa với gương mặt của chị này, đó, cực kỳ là đẹp luôn. Thì không biết là với cái dáng mũi cũng như là cái dáng mắt hiện tại thì chị đã cảm thấy hài lòng chưa? Chị thấy đẹp. Chị thấy đẹp đúng không? Rồi không biết là trên thang điểm 10 này chị thì chị đánh giá với đôi mắt của chị cũng như là cái dáng mũi của chị được bao nhiêu điểm? Chín điểm nha, chưa tới 10 điểm tại vì nó chưa dạ vâng, nó chưa gom hết ha. Đúng rồi thì để chúng ta có thể có được một cái nhìn rõ nét hơn về cái dáng mũi trước cũng như là dáng mũi sau và đôi mắt trước đôi mắt sau của vị khách hàng của chúng ta thay đổi như thế nào thì Huy Đức sẽ cho cả nhà có thể thấy rõ được là cái dáng mũi trước và đôi mắt trước của vị khách hàng của ta ngày hôm nay nha. Đây là cái dáng mũi trước của vị khách hàng ta này. Như cả nhà có thể thấy được là về cái sống mũi của vị khách hàng ta hầu như là không có sống mũi này, và cái đầu mũi nó cực kỳ là to thô luôn, nó khiến cho, và đặc biệt nhất là cái đầu mũi nó hếch lên phía bên trên này cả nhà có thể thấy. Và với cái dáng mũi trước thì nó hở cái lỗ mũi rất là nhiều luôn, thì nó khiến cho cái gương mặt của vị khách hàng của chúng ta nhìn nó bị thô cứng, cũng như là cái đầu mũi to khiến cho cái gương mặt nó bị bè ra hai bên rất là nhiều luôn, như cả nhà có thể thấy. Và đây là cái dáng mũi mà sau khi mà được ekip bác sĩ tại bệnh viện Thẩm mỹ Giang Hồ khắc phục lại cho vị khách hàng của ta ngày hôm nay, đó, một dáng mũi cao bay và S-line cực kỳ là đẹp hài hòa với gương mặt của chị nhé. Rồi chị cười tươi cho em một cái nào. Đó, cười lên rất là duyên luôn. Đó, cả nhà có thể thấy rõ được là cái nụ cười của chị sau khi mà chúng ta có được cái mũi hài hòa với cái gương mặt cực kỳ là đẹp luôn nha cả nhà nhé. Đó, những ai mà muốn tìm hiểu về dịch vụ nâng mũi tại bệnh viện Thẩm mỹ Giang Hồ thì có thể tham khảo ngay ở địa chỉ 576 578 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, hoặc gọi trực tiếp vào số hotline 0901 666 879. Hiện tại thì tại bệnh viện Thẩm mỹ Giang Hồ trong tháng 6 đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho tất cả những chị em khi mà đến đăng ký làm đẹp tại bệnh viện này cả nhà nhé. Và đặc biệt nhất thì đang có chương trình là làm đẹp không khoảng cách. Thì đối với những vị khách hàng khi mà đến làm đẹp tại bệnh viện Thẩm mỹ Giang Hồ, tính khoảng cách từ nhà của khách hàng đến bệnh viện Thẩm mỹ Giang Hồ trên 500 km với hóa đơn trên 25 triệu thì khách hàng sẽ được giảm 2.000 đồng trên hóa đơn nha cả nhà nhé. Và đối với những khách hàng có hóa đơn trên 50 triệu thì sẽ được giảm 2.500 đồng trên 1 km nha cả nhà nhé. Rồi và đặc biệt nhất thì đối với chị em nào mà làm đẹp trong khung giờ vàng thứ tư hàng tuần thì sẽ được giảm giá 2% trên tổng hóa đơn nha cả nhà nhé. Rồi cực kỳ là đẹp luôn. Và đối với những quý khách hàng ở tỉnh xa mà đến làm đẹp tại bệnh viện mà đi bằng đường hàng không thì tại bệnh viện Thẩm mỹ Giang Hồ có hỗ trợ là xe đưa đón trực tiếp tại sân bay Tân Sơn Nhất nha cả nhà nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhìn kỹ hơn về cái dáng mũi của vị khách hàng ta ngày hôm nay. Đó, thật sự là khi mà Huy Đức nhìn ở cái góc 45 này, khi mà nhìn dáng mũi của chị cực kỳ là đẹp luôn, hài hòa tự nhiên cao bay, chúng ta có một sống mũi cực kỳ là đẹp luôn, nhìn rất là thích luôn nha cả nhà nhé. Đó, hợp với khuôn mặt của chị luôn. Thì không biết là khi mà mình làm về này, mình tháo nẹp ra rồi thì không biết là người nhà của mình có gửi lời khen gì đến cho mình không? Có, khác hẳn ra luôn hả? Thay đổi 180 độ luôn không? Đúng không nào? Đó, như cả nhà có thể thấy rõ được là với cái đôi mắt trước này, cái nếp mí của vị khách hàng của ta thì hiện tại thì nó không đều, và cái phía da trùng ở bên mắt phải này thì nó sẽ bị trùng hơn nha cả nhà nhé. Đó, và nếp mí thì hầu như là nó không có điểm nhấn gì nhiều. Và sau khi mà chị nhìn cao lên giúp em này, đó, khi mà cả nhà chị sử dụng cái phương pháp mà cắt mí tại bệnh viện Thẩm mỹ Giang Hồ, cả nhà có thể thấy rõ được là cái nếp mí của vị khách hàng ta nó đều hơn, đẹp hơn rất là nhiều rồi. Tình trạng da trùng là bên mắt phía bên phải là được khắc phục hoàn toàn như cả nhà nhé. Rồi chị nhìn em này, chị nhìn em, rồi cười tươi cho em một cái. Đó, cực kỳ là đẹp luôn nha cả nhà nhé. Đây để Huy Đức so sánh cái hình ảnh trước và sau cho cả nhà có thể thấy rõ được là cái sự thay đổi với cái đôi mắt của vị khách hàng ta. Tươi lên cho em nào. mình tươi nên bây giờ mình nhìn rất là duyên đấy. Rồi thì không biết là chị có thể chia sẻ giúp em là với cái mũi và cái mắt ngày trước ấy, thì lý do vì sao mà chị lại quyết định chị đi thay đổi lại cái dáng mắt với dáng mũi của mình vậy ạ? Tại vì
tại vì chị thấy người ta đẹp. À, à thấy người ta đẹp cho nên là muốn muốn mình đẹp hơn đúng không? Đúng à dạ. Thì hiện tại thì với cái dáng mũi cũng như là dáng mắt như thế này, à, dáng mũi dáng mắt như trước thì có ai nói gì đến cái khuôn mặt của mình không? Có ai gì nói gì đến? Có, ai cũng bảo là khác, thay đổi hẳn. À thay đổi hẳn. Điển hình những cái đẹp cơm hơn như đẹp hơn xưa đúng không? Có nét hơn xưa rất là nhiều đúng không nào? Đẹp. Đó, cả nhà có thể thấy rõ được là với cái đôi mắt cực kỳ là đẹp này, nếp mí cực kỳ là tự nhiên, to vừa phải, không quá to như cả nhà nhé. Hiện tại thì mới được 15 ngày thôi, thì khoảng tầm 1 tháng đến 3 tháng nữa thì cái dịch vụ mà cắt mắt cũng như là nâng mũi tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kang Ho, cái thời gian mà để hoàn thiện nhất thì sẽ kéo dài từ 1 tháng đến 3 tháng như cả nhà. Lúc đấy thì chúng ta mới đánh giá được là một đôi mắt đẹp cũng như là một dáng mũi đẹp thì nó sẽ như thế nào, cũng như là hài hòa như thế nào với gương mặt của từng khách hàng một nha cả nhà nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hiện tại thì tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kang Ho đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho tất cả những chị em khi mà đến làm đẹp tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kang Ho, như dịch vụ nâng mũi này, cắt mắt này, hoặc là hút mỡ công nghệ cao, lưu bôn cho sao tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kang Ho nha cả nhà nhé. Rồi, thì đến đây thì post live stream của Bệnh viện Thẩm mỹ Kang Ho xin được khép lại. Và cảm ơn chị và chúc chị thật là nhiều sức khỏe và ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình, cũng như là ngày càng mình đẹp hơn nữa chị nhé. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem livestream. Xin chào và hẹn gặp lại.